Vân Anh xin kính chào quý vị các khán giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên từ Washington. Cố vấn Kellyanne Conway đã loan báo Tổng thống Trump ký ban hành xác lệnh tu chính về di trú sau khi xác lệnh ngày 27 tháng 1 bị kiện và bị đình chỉ thi hành theo quyết định của tòa phúc thẩm. Xác lệnh mới dự kiến hiệu lực từ ngày 16 tháng 3. Bà Conway xác nhận thường trú nhân hợp lệ và di dân dùng chiếu khán nhập cảnh có giá trị, không bị ảnh hưởng. Người Iraq không còn tên trong danh sách cấm, nhưng kiểm soát hồ sơ sẽ chặt chẽ. Nhóm 6 quốc gia trong danh sách cấm vào Mỹ là Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen sẽ cấm cấp visa mới trong 90 ngày cho người từ 6 nước này, nhưng người đã có visa sẽ không bị ảnh hưởng. Sắc lệnh mới cũng cho đóng bằng 120 ngày chương trình tị nạn, ngoại trừ các hồ sơ đã thông qua và ra mức tối đa hồ sơ tị nạn là 50.000 người trong tài khóa 2017, giảm phân nửa so với năm trước. Cố vấn Conway nói, dân tị nạn Syria được đối xử tương tự như là người tị nạn từ các nước khác. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng từ Washington. Bộ Quốc phòng đang điều tra tố giác thủy quân lục chiến tung lên mạng hình ảnh nữ quân nhân khỏa thân và những người này không hay biết theo tiết lộ của một số viên chức. Hình ảnh nữ quân nhân trong các tư thế khác nhau được chia sẻ qua một trang Facebook bí mật kèm theo lời bình phẩm khiếm nhã đã bị xóa qua trang mạng của mình. Đoàn Thủy quân Lục Chiến tuyên bố rất quan ngại về các tố giác chống lại hành vi phá hoại tinh thần, niềm tin và hạ giá phẩm cách của cá nhân. Fox News cho biết những người có thể tiếp cận là Thủy quân Lục Chiến tại ngũ, cụ Thủy quân Lục Chiến và Thủy quân Lục Chiến Hoàng gia Anh. Trong tuần qua, CNN đưa tin cơ quan điều tra hình sự của Hải quân đã bắt đầu làm việc. Tại Hạ viện, Dân biểu Matt Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vị nói, hành vi xấu như thế này là không thể chấp nhận. Tôi trong đợi Thủy quân Lục chiến điều tra thấu đáo, đưa tới hậu quả thích hợp với những kẻ liên quan. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết, các cơ quan ngành du lịch khối 10 quốc gia ASEAN đang thảo luận về đề nghị chỉ cần một giấy nhập cảnh visa là có thể đi 10 quốc gia như một khối thống nhất, nhằm tránh du khách mất công phải xếp hàng ở 10 tòa đại sứ khác nhau để xin 10 visa khác nhau. Du lịch là nguồn tiền mặt cho 10 nước Asia, trong thống kê 109 triệu du khách vào khối này, riêng du lịch là 12.4% tổng sản lượng của ASEAN tin từ los angeles hàng triệu người dân california có thể sẽ bị mất bảo hiểm y tế đang có do obamacare chương trình này bị hủy bỏ và thay thế bằng chương trình do phía cộng hòa tại hạ viện đưa ra tuần này theo các chuyên gia cho biết bản tin của tờ los angeles times nói rằng giải pháp của phía cộng hòa sẽ hủy bỏ đòi hỏi là mọi người đều phải có bảo hiểm y tế và thay đổi cách trợ giúp hiện thực đưa ra thị trường bảo hiểm sức khỏe của tiểu bang có tên là cover california Tuy nhiên, chương trình bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là Medicaid của tiểu bang, được biết dưới tên Medicare, đang cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 1 phần 3 cư dân California. Luật Obamacare tài trợ cho các tiểu bang để có thể nhận thêm người vào chương trình Medicaid, vốn được cả chính quyền tiểu bang và liên bang hỗ trợ. California là một trong 31 tiểu bang gia nhập chương trình này và nay nhận khoảng 15.3 tỷ tiền trợ cấp từ liên bang để mở rộng Medicaid theo văn phòng phân tích quốc hội tiểu bang California. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.